trái lựu, chỉ có trái lựu thôi, không thêm chữ gì hết. Quả lựu, trái lựu, nhiêu đó thôi là nó rất tốt cho sức khỏe khi ta ăn trái lựu hay là quả lựu. Có người gọi là trái lựu mà cũng có người là gọi là quả lựu. Nên không nên ăn để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Những người hay bị sâu răng, viêm dạ dày, nóng trong người, uống rượu, đang say rượu, người nói ngọng là vui lòng, đừng ăn để cho nó tốt cho sức khỏe của mình bà con nha. Có người gọi quả lựu hay trái lựu cũng là một thôi, nhưng mà những người không nên ăn quả lựu hay trái lựu này là vui lòng đừng ăn, là người đang bị sâu răng, viêm dạ dày, nóng trong người, uống rượu, đang say rượu và người nói ngọng ngọng là đừng ăn quả lựu hay trái lựu nha bà con. Còn ngoài ra là nó tốt, tốt cho sức khỏe vô cùng. Ăn trái lựu nó tốt cho sức khỏe là nó chống được lão hóa, chống đông máu, phòng chống sơ vữa động mạch, giảm huyết áp, giảm viêm khớp, chống rối loạn cương dương, tăng đề kháng, chống ung thư, bệnh tim, bệnh mạch, bệnh tim mạch, đặc tính kháng ngăn ngừa gầu trên tóc, đó là gầu trên tóc, giảm huyết áp. Nhưng mà không phải tốt là chúng ta ăn bao nhiêu cũng được, chúng ta chỉ ăn không quá 2 trái một ngày, ăn lựu không quá 2 trái, không ăn hạt, không ăn vỏ nha bà con, nhớ nha bà con. Như vậy thì nó sẽ tốt cho mình vô cùng bà con ơi. Một ngày ăn lựu không quá 2 trái, không ăn hạt, không ăn hoàn vỏ. Nếu ăn 6 ngày liền thì chúng ta phải nghỉ một ngày rồi mới tiếp tục ăn bà con ạ. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe bà con ơi. Xin chào nào.